được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế tại Úc ngày càng rõ rệt hơn khi mà ngày hôm qua đài ABC đã công bố về số công ăn việc làm đang còn bị bỏ trống tại Úc. Cũng liên quan đến thị trường lao động, thống kê mới nhất cho thấy hàng trăm ngàn cử nhân tốt nghiệp đại học tại Úc đã không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Và đó là tất cả những lo lắng của các chuyên gia thời hậu COVID-19. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021. Đầu tiên là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế. Công ăn việc làm gia tăng nhưng nhân công thì lại thiếu hụt. Theo nguồn tin từ đài ABC ngày hôm nay, thì số công ăn việc làm vẫn còn bị bỏ trống vì các giới chủ nhân không tuyển dụng được nhân công. Nên câu hỏi được đặt ra, đây có phải là một yếu tố tích cực giúp nền kinh tế Úc Châu tái phát triển hay không? Cũng theo đài ABC hồi tháng 2 vừa qua, nước Úc đã có 289.000 công ăn việc làm bỏ trống, tức là gia tăng được 13% trong vòng 3 tháng. Trong số này có 260.300 công việc thuộc lĩnh vực tư nhân và 28.400 công việc thuộc lĩnh vực công. Một kinh tế gia của công ty tài chính Capital Economic đã đối chiếu số công ăn việc làm bị bỏ trống với sự thiếu hụt nhân công tay nghề của ngân hàng ANZ và họ đã đi đến kết luận rằng đây là tình trạng thiếu hụt nhân công cao nhất kể từ khi kỹ nghệ hầm mỏ nở rộ tại Úc vào năm 2011. Chuyên gia kinh tế này lập luận rằng tình trạng này có thể dẫn đến việc giảm hạ tỷ số thất nghiệp mà một cách lạc quan là có thể giảm xuống mức 5% kể từ giữa năm nay 2021. Và nếu quả thật tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm hạ xuống mức 5%, thì đây là một kết quả tuyệt vời sau đại dịch. Nhắc lại là vào thời điểm khởi đầu của đại dịch, tức là khoảng tháng 3 năm 2020, các chuyên gia kinh tế tại Úc lập luận rằng tình trạng thất nghiệp có thể mất đến 10 năm mới có thể phục hồi, căn cứ vào kinh nghiệm của những thời kỳ suy thoái kinh tế trước đây. Thế nhưng lần này thì tình trạng đại dịch COVID-19 cũng đã đem lại nhiều bất ngờ, chẳng hạn như giá cả nhà cửa đã tăng vọt nhanh chóng, thay vì sụp đổ như đã dự phóng. Tuy vậy, một cách chính thức, thì ngân hàng chữ kim RBA vẫn dự phóng là chỉ số thất nghiệp tại Úc vào cuối năm nay 2021 sẽ ở mức 6% so với 5.8% trong tháng 2. Sự gia tăng này là hậu quả của việc chấm dứt chương trình JobKeeper. Cũng theo dự phóng của RBA, thì chỉ số thất nghiệp có thể giảm xuống 5.5% trong năm tới 2022. Tin thị trường lao động. Hàng trăm ngàn cử nhân tốt nghiệp đã và đang thất nghiệp tại Úc. Nhờ các chương trình cải cách chính sách giáo dục của chính phủ Úc trong những thập kỷ gần đây mà tỷ lệ lao động có trình độ đại học đã tăng cao. Tuy nhiên, kéo theo đó là tỷ lệ không nhỏ tân cử nhân đã bị thất nghiệp. Hơn 30 năm trước, chính phủ Úc đã ban hành kế hoạch mở rộng giáo dục đại học tới người dân. Theo đó, mọi công dân đều có quyền tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng và đại học là ưu tiên của nhiều học sinh phổ thông. Vì rất nhiều khóa học tại các đại học là miễn phí. Nếu không thì sinh viên có thể vay học phí đại học từ chính phủ. Và tất nhiên là các cải cách này đã phần nào thu về kết quả nhất định khi mà nhân số sinh viên đã liên tục gia tăng. Cụ thể trong năm 2019, đã hơn 300.000 sinh viên tốt nghiệp đại học tại Úc tham gia nhóm lao động trình độ cao trong thị trường nghề nghiệp. Và thống kê vào tháng 2 năm 2020 cho thấy, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 35,13% lực lượng lao động tại Úc. Tuy nhiên, số người thất nghiệp có bằng cấp cũng tăng. Trung bình cứ 4 người thất nghiệp thì có 1 người sở hữu bằng đại học trở lên. Thống kê của chính phủ cho thấy, tháng 5 năm 2019, hơn 690.000 người thất nghiệp, nhưng gần 130.000 người trong nhóm này, tương đương 18,7%, có bằng cấp. Đến tháng 11 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp có trình độ đại học đã tăng lên 23,29%. Nhiều chuyên gia cho rằng đại dịch COVID-19 đã tác động xấu lên thị trường việc làm. Tuy nhiên,
Trước đại dịch thì số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học đã gặp khó khăn khi tìm việc làm toàn thời gian. Năm 2016, 27,4 tân cử nhân thất nghiệp hoặc không có việc làm toàn thời gian sau 4 tháng kể từ khi tốt nghiệp đại học. Các chuyên gia đánh giá số lượng người có bằng cấp càng tăng thì lực lượng lao động có tay nghề cao càng lớn. Theo thời gian, thị trường lao động sẽ chuyên nghiệp hơn, các nhà tuyển dụng cũng yêu cầu cao hơn. Vì thế, cuộc cạnh tranh vị trí việc làm giữa những người cùng bằng cấp sẽ ngày càng gay gắt. Đời sống hàng ngày, Victoria đề nghị liên bang giảm lãi suất thẻ tín dụng. Trong thời đại ngày nay, hầu hết cư dân Úc, kể cả cộng đồng người Việt, đều sử dụng tín dụng để mua sắm. Điều này tiện lợi vì chúng ta không cần mang theo nhiều tiền mặt trong người. Ngoài ra chúng ta cũng có thể mua sắm theo hình thức mua trước trả sau. Tuy nhiên chẳng may nếu chúng ta không kịp trả trong thời gian miễn phí tiền lời, thì lãi suất áp dụng sẽ rất cao, tức là trên dưới 20%, trong bối cảnh mà lãi suất tiền mặt đang ở mức thấp lịch sử là 0,1%. Nhiều người trong tập thể giới tiêu thụ tại Úc đã gặp rất nhiều khó khăn vì không thể trả nợ thẻ tín dụng trước thời hạn. Hôm qua tại Melbourne, Bộ trưởng Ngân khố Victoria, ông Tim Pallas loan báo là ông đã viết thư đến Bộ trưởng Ngân khố Liên bang George Vandenberg để yêu cầu chính phủ liên bang can thiệp, với mục đích là yêu cầu các ngân hàng duyệt xét lại mức độ lãi suất mà các ngân hàng đang áp dụng đối với những ai không trả nợ trong thời gian được miễn lãi suất. Ông Tim Pallas lập luận rằng, để bảo vệ người tiêu thụ, chính phủ liên bang có thể ban hành luật lệ để bắt buộc các ngân hàng phải ấn định lãi suất dưới mức tối đa mà luật lệ cho phép. Hiện nay, theo lời ông Pallas, thì luật lệ liên bang chỉ ngăn cấm các công ty cung cấp thẻ tín dụng không được áp dụng lãi suất trên 48%. Ngoài ra, ông Pallas cũng đã trích dẫn phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim RBA, tiến sĩ Philip Lowe, khi ông nói rằng lãi suất đánh vào thẻ tín dụng hiện nay là quá cao và cần phải được giảm hạ. Tin an ninh quốc phòng. Úc Châu không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton ngày hôm qua trong cuộc phỏng vấn với báo chí đã khẳng định nước Úc sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để bảo đảm hòa bình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Canberra sẽ không chấp nhận các hành vi quân sự hóa trong khu vực này. Cụ thể, trong một tuyên bố mới nhất được báo điện tử Sydney Morning Herald trích dẫn, thì Bộ trưởng Dutton đã cảnh báo nước Úc sẽ không chấp nhận các hành vi quân sự hóa hoặc sử dụng tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng của bất cứ quốc gia nào trong khu vực. Bộ trưởng Peter Dutton cho biết nước Úc không muốn xung đột và sẽ tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ với tất cả các đối tác của mình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bảo đảm điều đó không trở thành hiện thực. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Dutton cũng tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên của nhóm bộ tứ, tức là The Quad, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc Châu để bảo đảm ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng cách tiếp cận của nước này sẽ không mang tính đối kháng. Úc, Ấn và Pháp họp thượng đỉnh mà trọng tâm là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đối thoại ba bên giữa Úc Châu, Ấn Độ và Pháp dự kiến sẽ diễn ra sau tập trận hải quân chung ở Vịnh Bengal, kết thúc vào ngày 7 tháng 4 sắp tới. Cụ thể thì các ngoại trưởng Ấn Độ, Pháp và Úc sẽ gặp nhau trong khuôn khổ đối thoại ba bên ở thủ đô New Delhi vào ngày 13 tháng 4 tới để có thể thảo luận về những bước đi nhằm tăng cường an ninh hàng hải và hợp tác trong việc đối phó với những thách thức chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc gặp được tổ chức bên lề đối thoại Rayshina, một hội nghị về địa chính trị với sự tham dự của lãnh đạo các nước Đan Mạch và Rwanda, cùng với 10 vị ngoại trưởng, Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ tham dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của sự kiện thường niên trên. Theo tờ Hindustan Times, thì Ấn Độ, Pháp và Úc cùng chia sẻ quan điểm tương đồng trong việc giải quyết các thách thức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong những ngày gần đây, nước Pháp cũng đã công nhận vai trò trung tâm của New Delhi trong cam kết chung về tự do hàng hải ở Biển Đông. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho hay, đối thoại ba bên sắp tới sẽ là cuộc gặp gỡ của các cường quốc tầm trung với chính thể dân chủ và có sức mạnh kinh tế cũng như các giá trị chung việc hỗ trợ lẫn nhau về thương mại và công nghệ. Ba vị ngoại trưởng sẽ thảo luận về môi trường an ninh toàn cầu và hành xử của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Úc và New Zealand đồng đăng cai tổ chức giải bóng đá nữ quốc tế 2023, tức là FIFA Women World Cup 2023. Liên đoàn bóng đá thế giới gọi tắt là FIFA
vừa mới duyệt danh sách các thành phố và sân vận động tổ chức World Cup 2023 cho môn bóng đá nữ, và đây là World Cup nữ đầu tiên có 32 đội và hai quốc gia đồng đăng cai. Theo thông tin từ FIFA, thì giải Women World Cup lần này sẽ diễn ra tại 9 thành phố lớn của Úc và New Zealand, là hai quốc gia nằm ở Nam Bán Cầu. Cũng theo thông tin từ FIFA, thì để công bằng, thành phố Auckland sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận cầu khai mạc, còn thành phố Sydney sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2023. Ở hai trận bán kết của giải, một diễn ra ở Úc và một diễn ra ở New Zealand. Nhắc lại là cả Úc và New Zealand trước đây đều thuộc Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương. Nhưng sau đó thì nước Úc đã tách ra và gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á, gọi tắt là AFC. Trong khi đó thì vì nước Úc là quốc gia tổ chức, nên dĩ nhiên là nước Úc sẽ không cần tham gia các trận đấu vòng loại. Điều này có nghĩa là đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng để có mặt tại World Cup 2023. Cuối cùng là tin sức khỏe đời sống. Chocolate và khoai tây chiên có hại sức khỏe như thế nào? Trong cộng đồng nói chung, kể cả cộng đồng người Việt, thường thích ăn chocolate và khoai tây chiên, tức là potato chips. Chúng ta thường sử dụng hai loại thực phẩm này mà ít khi nghĩ đến ảnh hưởng đối với sức khỏe, ngoại trừ một số người trong chúng ta biết rằng các loại sản phẩm này có thể làm cho chúng ta dễ bị tăng cân. Theo một cuộc nghiên cứu của các khoa học gia tại Viện Đại học Monash ở Melbourne đã cho thấy rằng việc chúng ta thường ăn chocolate và potato chips có thể làm rủi ro gia tăng mắc bệnh về thận. Lý do là vì cả hai loại thực phẩm này trong tiến trình sản xuất sẽ tạo ra một hợp chất hóa học có hại cho sức khỏe, gọi tắt là AGE. Đây là một hợp chất có thể tạo nên tình trạng viêm nhiễm. Để đưa ra được kết luận này, các khoa học gia đã thử nghiệm tình trạng này với loại chuột. Cụ thể thì một số các con chuột đã được cho ăn chocolate và potato chips, trong khi một số các con chuột khác thì được cho ăn các loại thực phẩm thông thường. Kết quả cho thấy, những con chuột đã ăn chocolate và potato chips đều đã bị viêm nhiễm do hợp chất AGE gây ra. Tuy vậy, các khoa học gia cũng trấn an công luận là nếu chúng ta thích ăn chocolate và potato chips, thì chúng ta đồng thời cũng nên ăn thêm các loại ngũ cốc và rau củ khác, đặc biệt là các loại đậu, thì tình trạng rủi ro nói trên sẽ được quân bình. Vì khi cơ thể chúng ta tiêu thụ các loại ngũ cốc và các loại đậu, thì sẽ có tác dụng chống viêm. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.